Ở đây đang có bao nhiêu bạn thắc mắc là tại sao CPU của Intel qua thế hệ từ thế hệ 2, thế hệ 3, thế hệ 4, thế hệ 6, thế hệ 7, thế hệ 8, thế hệ 9 và bây giờ là thế hệ 10, tản nhiệt stop gần như không bao giờ thay đổi. Thế nhưng ngược lại, ở bên phía Intel đó chính là AMD, các mẫu CPU của họ từ Athlon, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 thì đều có những mẫu tản nhiệt stop tặng kèm vô cùng chất lượng. Điều đó hơi khó hiểu một chút không không? Vậy thì mình sẽ giúp các bạn hiểu cái vấn đề đó trong video ngày hôm nay. Thực tế ra để mà nói không phải là Intel không làm những mẫu tản nhiệt xịn sò. Cái thời mà socket 75 ấy, socket mà kiểu là xưa với cũ ấy, thì Intel có làm những mẫu tản nhiệt mà gọi là tản nhiệt có sẵn của hãng, nó cực kỳ xịn sò. Thế nhưng họ lại không tặng kèm theo hộp và họ bán rời. Và cái giá của thời điểm đấy ấy, mà giá tương đối cao thời điểm đấy nhá, là 700.000 đồng. Nhưng mà ngược lại ấy, đối với AMD thì họ không bán mà họ tặng luôn trong hộp. Thì lý do rất dễ hiểu thôi, bởi vì ấy, cái thị phần của AMD nó không giống như Intel. Intel có thị phần vô cùng lớn, bạn đã gọi là gần như vượt mặt AMD trên mọi mặt trận. Thế nhưng từ cái thời điểm mà CPU Ryzen ra mắt ấy, cụ thể là Ryzen 5 1600 ra mắt, thì khi đấy AMD nó đang có bước chạy đà lớn hơn khi họ suýt biến mất khỏi thị trường di động, thị trường dành cho máy tính cơ. Thị trường di động thì họ làm gì có mà biến mất. Thị trường máy tính thì khi họ ra mắt ấy, thay vì giống với Intel, họ tặng những cái Intel thì thường tặng những cái mẫu tản nhiệt stock ấy qua các thế hệ nó gần như không thay đổi. Thế nhưng AMD họ làm khác, qua từng mẫu CPU từ thời 1600 và 1600X nó có hai cái mẫu tản nhiệt khác hoàn toàn nhau và nó hoàn toàn có thể sử dụng cho CPU mà không gặp vấn đề gì cả. Ngược lại bên phía của AMD đó chính là Intel. CPU Intel Core i7 họ vẫn tặng tản nhiệt stock, ok, đồng ý một điều là CPU không ép xung được, tặng tản nhiệt thì các bạn cắm vào các bạn dùng chữa cháy thì vẫn ok. Thế nhưng dùng cái tản nhiệt stock của Intel trong một thời gian dài là một điều không thể. Mình sẽ lấy một ví dụ điển hình hơn một chút đi. CPU Intel Core i7 10700 khi mình stress stress test bằng Prime 95 phiên bản Prime 95 nặng nhất nhá, thì cái mức điện năng tiêu thụ của CPU nó hoàn toàn vượt qua mức 200W và loanh quanh khoảng 200W. Thế nhưng cái tản nhiệt stock tặng kèm, đồng ý một điều là nó có cải tiến. Thế nhưng cái hệ thống tản nhiệt tặng kèm ấy nó chỉ tản được khoảng độ 80W thôi. Đồng nghĩa với một việc là cái tản nhiệt nó không thể phát huy được hiệu năng cho CPU của Intel. Các bạn bắt buộc phải mua tản nhiệt rời. Nhưng mà ngược lại, đối với CPU của AMD, các hệ thống tản nhiệt stock họ tặng kèm, CPU hoàn toàn có thể hoạt động được maximum theo những gì mà nhà sản xuất đưa ra. Ví dụ con CPU Ryzen 5 3600 họ tặng một tản nhiệt mà nó không có ống đồng, thế nhưng nhiệt độ của CPU nó vẫn được 70 độ và các bạn không nhất thiết phải mua tản nhiệt rời. Và kể cả CPU Ryzen 7 3700X họ tặng những cái mẫu tản nhiệt có cả 4 ống đồng cơ, 4 5 ống đồng gì đấy mình không nhớ rõ lắm. Thế nhưng các bạn cũng không nhất thiết phải mua tản nhiệt rời nếu như các bạn không ép xung. Cái điều này là để giúp cho người dùng không phải mua tản nhiệt rời, bởi vì cái tản nhiệt của AMD nó cũng tương đối ngon để có thể sử dụng và nó cũng đẹp nữa, bởi vì nó được trang bị LED RGB, một cái mà AMD dùng để lấy lòng người dùng khi so với Intel, bởi vì Intel quá được lòng người dùng bởi cái vấn đề là chip họ tối ưu tốt. Thế nên cái vấn đề tản nhiệt gần như gọi là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm và không có mấy ý nghĩa thực tiễn khi sử dụng. Rồi, ok, vậy thì mình đã giúp các bạn là tìm hiểu được là tại sao AMD luôn tặng những cái mẫu tản nhiệt xịn sò, còn Intel thì ngược lại họ không làm như vậy. Thì nếu như các bạn có chủ đề nào hay ho thì để lại ý kiến ở dưới một bình luận để mình có thể làm về các chủ đề đấy. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube Unfat Computer để không bỏ lỡ bất kỳ một video clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.